Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thời gian vừa qua, sự việc mẹ ruột của diễn viên Mai Phương bị nhiều nghệ sĩ lên án, thậm chí còn tố bà tra tấn tinh thần con gái những ngày cuối đời, khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi, người ngoài cuộc bày tỏ nguyện vọng khép lại câu chuyện để cố diễn viên được ra đi thanh thản. Riêng vấn đề ai sẽ là người giám hộ bé La Vi, hiện tại phía bố ruột của bé là ca sĩ Phùng Ngọc Huy cho biết sẽ làm hết sức để đưa con gái sang Mỹ. Hầu những drama với mẹ ruột Mai Phương, mọi ồn ào dường như đã không còn nữa. Vợ chồng MC Ốc Thanh Vân quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Mới đây, trên trang cá nhân của MC Sống Khỏe Mỗi Ngày, đôi vợ chồng hạnh phúc đón sinh nhật con gái giữa mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong lời chúc mừng sinh nhật, nhiều khán giả nhận ra Ốc Thanh Vân đang ngậm nhắc đến bé La Vi. Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn bấy nhiêu. Mình chia sẻ với bạn con nhé. Cô La soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt, hiểu hết. Hôm nay Linh đang tròn 7 tuổi, vì không được tụ tập nên tách ra. Hôm qua bên nội, hôm nay nhà mình. Năm nay không có tổ chức tiệc, chỉ có bữa cơm gia đình mừng con tuổi mới. Có bạn Bảo Thi, đóng vai con gái Ốc trong Lật Mặt 48 giờ nữa. Hai bạn hợp với nhau, mấy ông con trai thì quậy quá đi. Sinh nhật người ta mà chọc người ta khóc hoài. Mami tự trang trí đúng ý con gái nè. Con mềm mại, nữ tính vô cùng nên luôn thích được ôm ấp, vỗ về. Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn bấy nhiêu. Mình chia sẻ với bạn con nhé. Cô La soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt, hiểu hết. Ở phía dưới phần bình luận, Ốc Thanh Vân còn cho biết thêm con gái mình thường xuyên nhắc đến bé La Vi. Con gái của hai diễn viên cũng vô cùng thân thiết với nhau. Không chỉ là người bạn, đồng nghiệp trong showbiz, ngoài đời Ốc Thanh Vân và cố diễn viên Mai Phương còn là cặp chị em thân thiết. Thời điểm Mai Phương bị bệnh cho đến ngày cuối đời, Ốc Thanh Vân là người đứng ra kêu gọi, cùng gia đình tổ chức tang lễ, cho đến việc tìm học bổng cho bé La Vi. Chính vì vậy, khi bạn thân qua đời, nữ MC rất lo lắng cho con gái cố diễn viên, cùng nhiều nghệ sĩ lập từ thiện để bé La Vi có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Ốc Thanh Vân bất ngờ hé lộ đoạn clip cùng Mai Phương chưa từng được công bố. Đã 2 ngày sau lễ an táng của cố diễn viên Mai Phương, người thân, bạn bè và các fan hẳn vẫn chưa thể tin được cô đã ra đi mãi mãi. Với những hình ảnh đẹp như thiên thần của cô vẫn in sâu trong lòng họ. Là người chị, người bạn cận kề với Mai Phương từ khi phát bệnh đến ngày cuối của tang lễ, Ốc Thanh Vân vẫn luôn nén nỗi đau, lo chu toàn cho người em thân thương được trọn vẹn. Trên trang cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ đoạn clip tập nhảy của mình và Mai Phương khi đàn em còn sinh thời và khỏe mạnh. Nữ MC hết lời khen ngợi cô em tài năng. Tặng mọi người, clip cũ xa lắc từ 2015 chưa bao giờ up. Ốc và Phương hay tập nhảy lắm, mỗi lần có show là hai bà chuẩn bị đủ tiết mục luôn. Hát, nhảy, múa, MC diễn kịch, lắc vòng, múa lửa đu cột. Nhiều lúc đi diễn cho người ta mà tưởng live show của hai bà. Ốc thường hay làm MC và nhận làm bầu show các sự kiện cho các doanh nghiệp. Tiết mục này là bài nhảy cho sự kiện của một doanh nghiệp lớn ở Quảng Nam, biên đạo Mến Huỳnh. Mỗi lần đi là bà Ốc lo hết giày nhảy, quần áo diễn cho toàn bộ mới chịu, như chăm em bé. Hai chị em là hàng xóm nên thường đêm cho các con ngủ xong là hai bà lại tập tiếp trong đêm. Hồi đó bà Ốc còn sống, đêm bố hay hỏi, giờ này vẫn chưa ngủ hả con, vẫn còn múa hả con. Bố Ốc hồi đó rất thích Phương, tại em ấy đẹp. Lúc này là đang tập, vừa kịp nhớ bài thôi. Mỗi lần đi diễn xa là có mấy anh chị em đồng nghiệp thân đi chung với nhau rất vui. Riêng chuyến đó chỉ có chị Hồng Vân, Hòa Hiệp, anh Vũ nữa, thương lắm. Sau đó một phần của bài nhảy này Ốc cũng dừng lại, trong vở Góc Tối Showbiz đóng cùng với Minh Luân, Huỳnh Đông. Cả nhà xem để thấy Mai Phương tài năng ra sao nha. Động tác bài nhảy cũng đẹp, tập để quay TikTok cũng ok nè. Mọi người thích, mai mốt Ốc và Mến quay từng đoạn cho các bạn tập nha. Xem đoạn clip ai cũng suýt xoa trước nét đẹp và sự đa tài của Mai Phương. Cô không chỉ hát hay, diễn giỏi mà còn nhảy đẹp. Thế mà người con gái đa tài ấy lại vắng số. Hóa đó bùa công anh theo gió bay mãi không về. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.